Những gói thuốc kháng sinh này luôn được coi là vật bất ly thân mỗi khi con chị Trang ốm sốt. Nhưng lần này, vẫn những triệu chứng đường hô hấp ấy, thuốc đã không còn có tác dụng bởi bé được xác định nhiễm virus adeno. Lấy đơn cũ đấy, ra hiệu thuốc mua để cho em bé uống lại. Nhưng mà những lần trước thì có hiệu quả, còn lần này thì không. Thì sau mấy 5 ngày uống thuốc không có hiệu quả thì mình cho em đi khám và phải nhập viện vì viêm phổi. Và kháng sinh bạn em mua thì nó là một cái nhóm kháng sinh khá phổ biến mà hầu hết các bà mẹ hiện nay cũng hay ra hiệu thuốc để mua. Nó chứa các thành phần amoxicillin và clavulanic, hai loại khác nhau trong kháng sinh ấy. Nếu như bạn ấy sử dụng lâu dài thì có thể sẽ dẫn tình trạng kháng thuốc. Và nếu như bạn sử dụng không đúng liều bởi vì đứa trẻ nó lớn theo thời gian, cũng như là bạn ấy sử dụng không đúng thành phần hay là đúng bệnh thì nó sẽ không có tác dụng điều trị. Đáng buồn, phần lớn bệnh nhi tại phòng cấp cứu phải sử dụng đến những chiếc máy thở này đều được các bậc phụ huynh cho sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện. Ở nhà thì bé đã được mình cho dùng kháng sinh 3 hôm nhưng mà không cắt được sốt. Và tình trạng của bé thì nặng hơn, khó thở tăng lên nên là mình phải cho bé nhập viện. Lạm dụng kháng sinh dẫn đến những con số đáng báo động. Gần 1 triệu trẻ em trên thế giới tử vong do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh mỗi năm. Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trên thế giới. Gần 50% các trường hợp khi đến viện thì đã tự ý dùng thuốc trước khi đến viện, và trong đấy thì đa phần là đã sử dụng cả kháng sinh và các thuốc khác nữa. Kháng sinh không phải là thần dược và không phải trẻ nào cứ ho, sốt, chảy mũi cũng phải dùng đến kháng sinh. Đặc biệt với các bệnh đường hô hấp liên quan đến virus adeno thì việc lạm dụng kháng sinh không chỉ mang lại hậu quả trước mắt mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và đề kháng về sau của trẻ.